Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp gập bánh 26 đến từ thương hiệu Dahon. Thì như các bác cũng đã biết thì thương hiệu Dahon là một thương hiệu mà rất là nổi tiếng trên toàn thế giới về những chiếc xe đạp gập. Và cái mẫu xe mà em giới thiệu là mẫu xe mà Dahon đã hợp tác cùng với cả hãng xe ô tô Ford để ra mắt mẫu xe đạp này. Xe thì được sử dụng bộ group chuyển động Atut. Thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ là cơ bắp, các bác nhìn khung. Bản to cực kỳ đẹp ở đây. Bản kết hợp cùng hãng xe Ford, có cái logo của hãng xe ở đây. Dahon, một thương hiệu của Mỹ. Rất là nổi tiếng trên toàn thế giới là những chiếc xe đạp gập. Khung xe là khung nhôm các bác nhé. Và khung thì còn rất là mới, cực kỳ là mới. Chủ cũ ở bên nước ngoài họ chỉ đi lướt lát qua chiếc xe xong rồi là bán lại, nên là giữ cái độ mới cực kỳ là tốt. Hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể trên khung đến xích lip. Các bạn nhìn trên video còn rất là mới và trắng. Xích lip cũng rất là trắng sạch luôn. Sử dụng full bộ chuyển động Atut từ đè sau đến gạt đĩa trước. Đây là 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, nó 27 tốc độ khác nhau. Đây nó có cái phần gập khung, thì tí nữa em sẽ chèn một cái video ngắn để hướng dẫn các bác gập cái khung này nè. Bi đông cũng được trang bị bộ tay bấm của Atut này, phanh dầu của Techtro. Bánh 26 inch. Mây ưa này là mây ưa bạc đạn đó nhá, bi vòng bạc đạn. Vâng, bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách gập chiếc xe này. Thì lúc đầu tiên là các bác bỏ cái chốt ở đây ra. Đấy, xong rồi gài cái bật này, nó bật ra. Đấy. Gập vào, rất là gọn, rất là phù hợp cho các bác mà khi đi du lịch hay là đi đâu mà muốn có mang chiếc xe theo, thì cho vào cốp xe hay là với diện tích nhà các bác mà chật thì gập vào động rất là gọn. Mà ra thì mình lại nằm ngược lại cái động tác vừa rồi và ấn cái này lại là xong, là nó khóa chặt cái khung lại. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 58 cm. Xe có cái cổ phốt này nó cũng khá là cao ấy, thì phù hợp cho các bác đi từ khoảng mép 65-66 đến khoảng 75-76 đi phù hợp. Để 9 lít 3 đĩa, 27 tốc độ.
Chiếc xe đang được bán Việt Nam mức giá chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cùng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.